Lời
vậy có ý nghĩa gì. Nhưng mà sứ thần nói của Maria, đừng sợ mà hãy mừng. Đấy, người gì không? Sướng không? Đi tham dự thánh lễ và mình thấy cả một cái bộ phim vui tươi, hân hoan như vậy, mừng lắm, vui lắm. Mừng vui không phải vì sau lễ được ăn nha. Có bắt đầu, tại vì lễ mời mình được ăn mà. Mừng vui không phải sau lễ là thật sự xuất phát không với người gói xôi như vậy, có không? Mừng vui không phải là vì sau lễ rồi chúng ta hẹn hò nhau đi ăn uống nhận góp nên mừng, có không? Xong với người ra ngoài mua củ khoai ăn được chưa? Mà mình vẫn vui vì sức thần nói với những mẹ là mừng vui phải vì những mẹ có nhàn đầu xa hơi, mừng vui lên vì Chúa ở cùng mẹ. Mà ngày hôm nay chúng ta cũng mừng vui vì Chúa ở cùng chúng ta. Trong thánh lễ chúng ta luôn luôn nghe chủ tế nói Chúa ở cùng anh chị em. Đấy, cái lời chào của sứ thần hàng ngày trong thánh lễ ta vẫn nghe chủ tế nói, chủ tế chúc, chủ tế chào, và chúng ta cũng chào lại ngài như vậy, chào lại chủ tế như vậy. Mà mình hỏi mình giữa người nói và người nghe, giữa người đối và người đáp, có mừng không? Có vui không? Có hân hoan không? Không nhớ cơ của hân huyên mặc quý nhân cho tôi ở cùng cha. Có vui lên, hân hoan lên. Sáng hôm nay ở trung tâm phục vụ như vậy là cũng được gần 2 tháng. Ngày nào cũng từng 3 bữa và ngủ ngon. Mà anh còn đang lên cấp cao, ngồi bàn với Đức Hồng Vi, với Đức Giám Mục Phụ Tá, với Trại Giám Đốc, với các trại giáo. Thì chưa sáng nay ăn, Đức Hồng Vi cứ lắc chuông là bắt đầu đập dấu. Mà ăn xong thì Đức Hồng Vi cũng lắc chuông lại anh em cảm ơn. Thì sáng nay Đức Hồng Vi đang tính lắc chuông, thì với trại giáo cầm cái bình đậu phộng, lon đậu phộng, đậu lạ, món khoai khẩu của tôi. Tìm cha em vừa cầm đậu phộng lên, Đức Hồng Vi đang tính lắc chuông. Cái cha nói về con Đức Hồng Vi lắc chuông đi, Đức Hồng Vi bảo ăn đi. Ngài nói thôi, Đức Hồng Vi lắc chuông đi. Đức Hồng Vi lắc chuông ăn xong rồi con mới lần hạ. Lấy đậu phộng ra ăn và chúng tôi cứ gọi Đức Hồng Vi là lần hạ vì nhau. Khi mà mình lần hạ, kính mừng Maria mình nhai một bộ đậu phộng được không? Được không? Được chứ? Tôi nhớ bài giảng bế mạc là đại hội thì của hội đồng giáo mục tại trung tâm mục vụ giáo phận Hải Phòng trong nghi thức thanh thành làm phép, thì Đức cha Nguyễn Năng phó chủ tịch hội đồng giáo mục Việt Nam nghe giảng về lễ mẹ mân côi, ngài cũng nói rằng là lời kinh mân côi là lời xin liệu bên vay được, người giàu cũng lần hạt được, người nghèo cũng lần hạt được, người trí thức cũng lần hạt được, mà người bình dân không học cũng lần hạt được, người có đạo lần hạt được, người không có đạo lần hạt được không? Ai người không có đạo lần hạt được không? Ai người không có đạo xin đi lễ hôm nay của tay của các đấy. Rồi chúng ta chào mừng những người anh em ngoại đạo xung các bạn có tay xin đi lễ. Người ngoại đạo gọi lần hạt được hơn 3 năm để cho điều tin mừng. Chúng tôi đến ngày cuối cùng là khoảng 4 cho đến 5 ngàn người ngoại đạo họ đi lễ mỗi chủ nhật tới 7 giờ. Và hàng ngày họ đến một lần chuỗi từ 3 giờ cho đến 5 giờ. Hết chuỗi mân côi rồi đến chuỗi tổng thương xót. Họ lần hạt mà có khi những người ngoại đạo lần hạt còn sốt sáng, còn đúng, còn ngon, còn ngọt, còn bùi hơn là người có đạo như là không chừng. Đúng không? Biển nhắm họ điêu nghe nhắm. Như tay ơi, ai là người hàng ngày lần chuỗi mân côi như tay? Thật lòng thế nha. Rồi, ai là người hàng ngày lần chuỗi lòng thương xót như tay? Và thương chị em, chúng ta biết rằng là khi lần chuỗi mân côi thì điều đó ta đã biết rồi. Lịch sử chuỗi mân côi đầu lễ được hướng dẫn của cha chủ tế cũng đã nói, tôi không nhắc lại. Nhưng có một điểm đó là giữa chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót có một tương quan rất mật thiết với nhau.
khi Giêsu hiện đàn với thánh nữ Faustina từ năm 1931 đến năm 1937, thì Chúa nói với Faustina là ta ban cho con một lời tin vô cùng điều phiêm, mỗi 3 giờ chiều khi đồng hồ điểm thì con hãy lần chú ý lòng thương xót. Faustina hỏi Chúa ơi, Chúa lòng thương xót lần như thế nào? Bảo yêu đi trước mặt tôi, thay vì đọc kinh lạy cha chúng con ở trên trời thì chúng con sẽ đọc là vì cuộc khổ nạn đau thương có chưa lạy cha hằng yêu con xin thân lễ cha rồi khổ nạn thì thay vì đọc kinh lạy cha hiểu rồi chưa nói tiếp và mười kinh tín mừng đó thì con thay mười kinh tín mừng đó bằng kinh vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cha thương xót chúng con là toàn thế giới. Rồi hết mười kinh đó thì thay vì đi sanh danh và đi lễ cha thì con lại tiếp lạy cha hằng hiếu. Cho nên Chúa Giêsu nói với Faustina ghi lại từng câu từng chữ Chúa tin lòng thương xót y như là Chúa tin mừng rồi và giá trị cũng như Chúa tin mừng rồi và chúng ta là những người con cái của Chúa, chúng ta là những người con của mẹ, chạy đến với mẹ thì nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa, với mẹ Maria ta lần Chúa mừng rồi, rồi chạy đến với Chúa Giêsu mẹ đưa ta đến với Chúa Giêsu với Chúa tin lòng thương xót. Chỉ có lời cầu nguyện thiêng liêng, lời cầu nguyện mới làm cho những gì Chúa muốn được thể hiện. Còn nếu không cầu nguyện, không đem lại được cái gì đâu. Tôi nhớ bài giảng của Đức Cha Nguyễn Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo hội trong cái lễ kế mạng ngày đến mạng. Đó là giáo hội họp nhau bàn cầu nguyện. Sức mạnh của lời cầu nguyện làm cho giáo hội tồn tại bền vững đến ngày hôm nay. Mà chỉ không nhớ, ta không cầu nguyện một mình, không phải Đức Mẹ ra lệnh cho chúng ta là mẹ nhắc nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy đổ xuống máu tâm, hãy ăn lần hàng mân tôi. Không phải mẹ nhắc nhủ con cái mình làm những chuyện đó rồi mẹ lên thì đàn mẹ amen tắt đèn đi. Công đồ họp nhau mà cầu nguyện. Trong lúc các công đồ hoang mang, các công đồ lo sợ vì Chúa đã chết, thánh thần chưa xuống, các còn run rẩy, còn sợ hãi, còn lo lắng. Nhưng nhiều lúc này cứ lo lắng đông quá, không biết như thế nào. Cha ơi, sợ quá, cha ơi. Thì bây giờ chúng ta có nhiều lúc lo lắng, lo vì cơm ăn áo mặc, lo vì tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền điện nó bung lên, tiền nước nó bung lên, tiền học phí nó bung lên, cái gì nó bung lên, nước nó bung lên, mà mỗi lương thì nó không. Cho nên lo lắm thêm chèm, mà bây giờ mình lo cái đó thì làm sao mà phải lo. Mẹ Maria và các tông đồ cũng lo. Trong bài đọc một ta nghe mẹ và các tông đồ họp nhau mà cầu nguyện, họp nhau mà cầu nguyện, và khi họp nhau cầu nguyện đấy, sức mạnh của lời cầu nguyện làm cho các tông đồ vững tin hơn, làm cho các tông đồ gắn bó với nhau nhiều hơn, làm cho các tông đồ không còn sợ bất kỳ một áp lực nào bên ngoài, bất kỳ một đe dọa nào, bất kỳ một sức mạnh của kẻ thù nào cả. Và khi cầu nguyện như vậy, thánh thần xuống trên mẹ và trên các tông đồ. Thì mỗi lần anh chị em họp nhau lần Chúa mừng tôi, mỗi lần anh chị em họp nhau lần Chúa lòng thương xót, thì họp nhau và cầu nguyện. Và Chúa nói, ở đâu có 2-3 người họp nhau cầu nguyện thì có Chúa ở giữa. Và bất cứ điều gì con xin nhân danh thầy cha trên trời sẽ ban cho các con. Và sở dĩ mình không được vì mình không xin, mình xin mà không được vì mình không biết cách xin. Cách xin duy nhất thôi là
con. Lạy Chúa Jesus con. Như mẹ Maria này, mẹ tin hát vào Chúa bằng cách mẹ đáp tiếng xin vâng. Này tôi là tôi tớ Chúa. Xin Chúa cứ làm như gì Chúa muốn, vì con tôi tin chắc chắn rằng quyền năng và cứu rỗi của Chúa sẽ làm được những điều đó. Và Thánh Thần râm bóng chị mẹ, quyền năng và cứu rỗi Chúa râm bóng chị mẹ, và những điều mà tưởng rằng không thể được lại vẫn có thể xảy ra. Sáng hôm nay, sau khi ăn sáng xong, tôi ra ngoài căng tin gặp một người từ đường đó, người từ bên Đức về, một nhóm từ bên Pháp về, một nhóm từ bên Úc về, rồi nhóm từ bên Bắc vào. Trong đó có một ông ấy dắt theo hai người là đồng khác. Ông nói: thưa cha, con 50 năm bỏ đạo, hôm nay con 75 tuổi, lấy vợ xong là con được vợ rồi, con thôi nhãn thở, con không đi lễ nữa, Chúa làm gì con? Suốt 50 năm ông thách đố Chúa, còn không đi lễ Chúa làm gì con? Rồi một bữa kia có một người đi cầu về lòng thương xót Chúa, về tặng thông cái máy nghe nhạc lòng Chúa thương xót, ông không nghe. Nhưng mà lúc mà ông bị chết, lúc ông bắt đầu buồn một bài không biết làm cái gì, ông ấy mở cho nghe cho đỡ buồn. Và khi nghe lòng thương xót Chúa biến đổi ông, nghe bài thứ nhất, bài thứ hai, bài thứ ba, ông bắt đầu khóc. Và ông ấy ăn năn hối cải, và ông ấy chạy đến 5 ngày trời đến cầu nguyện liên tiếp. Và ngày thứ năm ông ấy quyết tâm quay trở về sau 50 năm bỏ Chúa. Ra về gặp hai người không có đạo, hai bạn hỏi: ta trước bao giờ, ta chơi mày năm số năm trước bao giờ các mày đi lễ, tại sao hôm nay các mày đi lễ? Ông kể lại câu chuyện của ông, đối với nhiều cái hai người bạn bắt đầu tìm hiểu về lòng Chúa thương xót, mặc dù là người đó phải. Và bây giờ sáng nay chúng tôi đến mỗi ông cầu trà chuối lần nào ngon ngọt và rất là xuất sắc quý chị em. Rồi người biết Đức, người biết Pháp, người biết Úc còn chia sẻ về những điều mà Chúa làm trên cuộc đời của họ như là Chúa làm trên cuộc đời của mẹ. Và tôi nghe tôi cảm giác tin rằng đối với Chúa không gì là không thể, không gì là không thể. Chỉ vì người ta không tin, chỉ vì người ta nghi ngờ, chỉ vì người ta ngại ngần, cho nên Chúa không ra tay được. Như Chúa trở về Nazareth, Chúa không làm phép lạ nào vì người ta không tin. Còn Chúa bảo nếu con tin thì đức tin của con cứu chữa khỏi. Bài tin mừng để chúng nhận theo bài chúng ta vừa nghe: nếu con có lòng tin bằng hạt cải thôi, con khiến núi này từng cái cây núi này lao xuống biển, nó cũng lao xuống biển, hoặc là con nói cây này nó nhảy lên trên, nó cũng nhảy lên trên. Con tin thế nào thì con được như vậy. Hôm nay mình cũng thấy mẹ mình ngồi ta lần chuối nhỏ thương xót, đúng nãy bảo nhỏ quần áo trên thanh lễ của lễ chuyện tâm sinh với cha sáng. Mẹ nói với tôi bây giờ nó nhiễu nhương quá, trời bản thổ nó lẫn lộn, bây giờ người ta thích mình, nếu người ta thích bên ngoài quá. Rồi ngài nói quan trọng nhất là có cái lòng đạo đức, quan trọng nhất là có cái đời sống nội tâm, đời sống của mình. Tất cả cái hình thức bên ngoài sẽ không làm cho chúng ta gắn bó được với nhau. Tất cả cái hình thức bên ngoài đôi khi nó làm cho chúng ta xa cách nhau không chừng, vì con gà nào đua nhau thì ghét cả. Cho nên mặc cho thế gian muốn quan trọng thì quan trọng. Ngài nói cho nhấn mạnh cần những cái lòng đạo đức, mà cái lòng đạo đức đó phải bén rễ sâu trong đời sống cầu nguyện. Như là Đức Cha Nguyễn Nam nói, nếu không cầu nguyện ta không làm gì được đâu. Cho nên quý chị em, không phải chỉ mừng lễ ngày hôm nay, không phải lễ sau chúng ta đi về làm em tắt đèn đi ngủ, mà trong những lễ này nghe lời Chúa rồi lắng nghe trên rước lên mình của Chúa, xin cho anh chị em chúng ta được bén rễ sâu vào trong lời của Chúa, được nuôi dưỡng vào mình của Thánh Chúa, rồi anh chị em mình gắn kết với nhau, học nhau mà cầu nguyện.
chia sẻ với nhau một số cái tin, cái hình ảnh mà tôi thấy đẹp. Nhưng mà tôi đến và thấy cha phó của anh chị em ngồi trên đây cùng lần chuỗi với anh chị em nghe đó đẹp. Ngài nói cha ấy đông quá mà không có người bê ghế ra, chưa bao giờ đông như thế này, bê ghế đâu có ra bỏ. Thì cha nói yêu có người phụ tay mà người ta phục vụ người khó, họ dĩ nhiên là khó. Nhưng mà nếu mà đi theo Chúa, nếu mà nói rằng là sống đời của Chúa, thì Chúa nói càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh chị em mình bấy nhiêu. Người làm đầu là người đi trước, là người về sau, chứ không phải là người đi sau hay là người về trước. Cho nên càng làm lớn bao nhiêu, càng có chức bao nhiêu thì càng phải cúi xuống và hầu hạ phục vụ anh chị em mình bấy nhiêu. Hình ảnh của cha sở cha phó của anh chị em lên hình đẹp lắm. Và hình ảnh của anh chị em từ những đơn hàng bên đây, hình ảnh của anh chị em quả giáo đến đây gắn kết nhau trong đời cầu nguyện đẹp lắm. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, xin Chúa ban cho anh chị em luôn tin thác vào Chúa như mẹ Maria. Nếu ta có lòng tin thác vào Chúa thì mọi sự đều có thể.